Từ đầu tháng 10 đến nay, khi toàn tỉnh và huyện Xuyên Mộc bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế xã hội, trên địa bàn huyện ghi nhận trên 360 ca nhiễm COVID-19. Từ các ca nhiễm này, lực lượng chức năng địa phương truy vết trên 1.900 F1 và hiện đang cách ly 600 trường hợp, với trên 200 trường hợp cách ly tập trung, gần 400 trường hợp cách ly tại nhà. Căn cứ vào công dân số 16859-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và đánh giá cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế Quyền suối Mộc ở mức độ dịch cấp độ 3, dùng cam. Trong số này, dùng xanh cấp độ 1 có 2 xã, dùng giang cấp độ 2 có thị trấn Phước Bổ và 4 xã, dùng cam cấp độ 3 có 6 xã. Toàn quyền đang có 17 điểm phong tỏa với 69 hộ và 35 phòng trọ, 348 nhân khẩu. Ban Chế đạo Phòng chống dịch COVID-19 Quyền Xuyên Mộc tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, sử dụng, lao động ngoài tỉnh không khai báo người từ các tỉnh thành phố khác về địa phương không khai báo y tế, người dân không thực hiện quy định phòng dịch. Quyện cũng tập trung ngăn chặn các ổ dịch bùng phát trong cộng đồng, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, người dân nâng cao ý thức trách nhiệm phòng chống dịch, xét nghiệm tầm soát 100% các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19, thực hiện kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng lộ trình.